hướng dẫn cách kiểm tra cái độ tinh khiết của nước sau khi qua cái máy lọc nước RO ha. Đầu tiên là mình tắt cái nguồn điện của nó đi. Rồi sau đó tại cái bình chứa nước này mình khóa van lại. Rồi khóa van. Sau đó mình mở cái vòi này ra. Chuẩn bị một cái ly sẵn sạch sẽ ha. Chỉnh cái cam xuống một chút. Rồi. Rồi, xong rồi mình sẽ khi này mình bắt đầu mình bật nguồn để cho cái máy nó hoạt động ha. Nó sẽ lọc nước. Đó, thì khi này nước nó sẽ qua ba lỗi lọc thô đây. Đó, xong rồi nó qua cái lỗi RO là nó đi trực tiếp xuống đây luôn. Thì khi này nó không qua những cái lỗi bù khoáng ha, không qua lỗi bù khoáng. Đó, thì khi này mình sẽ test độ tinh khiết ở đây nè, chứ không có test ngay trên cái vòi mình lấy nước uống ha. Khi đó nó đã qua cái bù khoáng rồi thì mình không biết được cái độ tinh khiết của nước. Ở đây thì mình dùng cái máy đo TDS của thằng Xiaomi. Này của Xiaomi nè. Chói quá không thấy được. TDS của Xiaomi. Đó, thì mình lấy khoảng đầy cái ly nước này là mình test được rồi. Đó, khi này là sẽ nó lọc nó không có qua khoáng thì khi đó mình test được cái độ tinh khiết của nó. Còn qua khoáng rồi thì khi đó nó có mấy cái muối khoáng này kia, khi đó mình đo nó không còn chuẩn nữa. Mình không biết được là cái muối khoáng, những cái chất tạp bên trong đó nó tốt hay có hại á. Mình lưu ý là mình dùng một cái ly sạch ha. Cái ly dơ thì khi đó mình test cũng không có đúng cái chất lượng nữa. Ok ha. Rồi mình lấy khoảng bao nhiêu nước rồi mình tắt nguồn nè. Rồi tắt nguồn. Lúc này áp suất nó còn vậy nên nó vẫn còn chảy ra. Em kiếm cái gì mình che lại cho để nó chảy nước tùm lum hết trơn. Rồi thì đã mình mở nguồn máy test lên ha. Đây máy của Xiaomi đây. À, các bạn thấy cái logo của Xiaomi không? Cái này thì mình mua khoảng chừng 100 mấy đó, cũng rẻ. Mở nguồn lên số 0 ha. Rồi lấy cái ly này ra, sau đó mình đọc cái máy vô. Rồi lên 5. Ok ha. Thì cái giá trị này là tương đối là ổn à. Độ tinh khiết là tương đối ổn rồi đó. Ok ha. Ok các bạn nhìn thấy rõ không? Số 5 ha, 5 ppm ha. Biết có thấy được cái chữ ppm không, tại nó nhỏ quá. Ok số 5 nha bạn, chứ không phải số 2 nha. Số 5 cái chữ DTS nè. Đấy rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái này lại, gắn cái vòi này lại rồi mình test luôn là sau khi bù khoáng thì nó lên chỉ số bao nhiêu ha. Lưu ý mở ra mở vô thì vặn cái này cho nó kín mà. Vặn lại cho nó kín. Sau khi vặn xong rồi thì nhớ xả van ra nha. Sẽ mở cái van này ra này. Đấy, cái van này sẽ bật lên. Bật lên. Ok ha. Rồi mình vẫn lấy cái ly này luôn. Vẫn còn số 0 nha. Trả về 0 mà ha. Nó gác lên trên đây. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước này đi ha. Đổ cái nước này đi. Rồi, đổ cái nước này đi. Mình lấy nước tại vòi nha. Rồi khi này bật công tắc nguồn nha. Lấy nước tại vòi test tại chỗ luôn ha.
khi này là bắt đầu nước nó đã qua cái những cái cục khoáng này nè, những cái lõi bù khoáng này nè. Rồi mình sẽ test, các bạn sẽ thấy là nó sẽ giá trị nó sẽ tăng lên chắc khoảng cỡ mười mấy á. Giá trị lên lên khoảng đây 11 đấy, cho nên là mình test cái độ tinh khiết của nước á, là mình phải test ngay sau khi nước qua rửa là mình test ngay tức khắc tiền ngay cho nó tất tay cái điểm đó, tức là cái điểm vô bồn nè, điểm vô cái bồn chứa nè, thì nước ở đây là nước tinh khiết nè. Sau khi mà lọc nước tinh khiết chứa ở đây và khi mình mở vòi thì cái nước từ nước tinh khiết này nó sẽ đi qua cái lõi những cái lõi bù khoáng đó. Đó là cái cách test nha các bạn. Còn người nào muốn chắc ăn nữa, có kiểm tra có tạp chất hay gì không á, thì lấy cái nước tại đây nè, lấy nước tại vòi, tại vì mình test thử là uống được hay không, mình kiểm tra luôn cái máy, cái những cái lõi bù khoáng luôn, thì mình lấy cái nước đó mình đem lên những cái viện giống chẳng hạn như viện Pasteur chẳng hạn, thì khi đó họ sẽ kiểm tra cái nước, thử uống vô nó có những cái chất gì có hại cho sức khỏe hay không. Còn về mặt độ tinh khiết của nước thì test ngay đây. Các bạn nên so sánh với lại nước, chẳng hạn nước Aquafina ha, để so sánh cái độ tinh khiết của nó. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Cái này tại vì mình dùng ở nhà rồi mình test, mua sẵn một cái máy về mình test kiểm tra thôi, chứ mà mình không có ý đồ gì đâu ha. Mình thấy cái này cũng có nhiều người ta cũng sai lầm, người ta test ngay cái vòi uống, nên mình làm clip này để hướng dẫn các bạn kiểm tra cái độ tinh khiết là phải kiểm tra tại bồn đây nó mới chính xác. Rồi ok, nếu các bạn thấy cái clip hay thì nên chia sẻ cho mọi người biết, có thì sẽ nhớ like và subscribe cái kênh của mình ha. Mình thì mình làm tùm lum á, chuyên về máy giặt thôi, nhưng mà cái này tại vì ở nhà mình xài. Các bạn mong các bạn cũng thông cảm nha, mình không có chuyên nghiệp làm YouTuber gì ha. Và lưu ý luôn, quên nữa mình giới thiệu luôn. Tôi biết đây. Biết là chiếc DTS mình mua của Xiaomi. Nó cũng nhỏ gọn lắm, như cái viết vậy đó, lớn hơn cái viết một chút. Cái chỗ này là hai cái cực. Đây, cái cực để cho nó test này, nó lấy cái giá trị điện phân trong nước nó test nè. Không biết giá trị điện phân này là cái gì đây. Không phải điện phân, chắc có khả năng độ dẫn điện thôi. Rồi, các bạn mua cái này về test này cũng một trăm mấy à, rẻ. Thì đó, máy lọc nước nó như vậy đó. Thì sau khi mà máy đang bơm thì nó sẽ đồng hồ áp suất nó sẽ nhảy nè. Khi mà bơm đầy thì cái đồng hồ này sẽ trả về không. Rồi xin chào các bạn ha, tạm biệt các bạn luôn ha.